Con dâu hỗn láo và cái kết. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Quý vị thân mến, từ bao đời nay, chuyện mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu là vấn đề muôn thuở. Do khác biệt thế hệ, cách suy nghĩ, cách sống, cho nên việc xảy ra cãi vã, bất đồng quan điểm vẫn cứ diễn ra. Khi xưa, con dâu thường than khổ vì phải thức khuya dậy sớm, nghe theo lời dạy dỗ, sống hài hòa với phong tục của nhà chồng. Thế nhưng thời nay, phụ nữ lấy chồng thường độc lập kinh tế, chủ động cuộc sống nên có phần mạnh dạn hơn. Thậm chí có những trường hợp còn quát mắng sai bảo cả mẹ chồng. Vậy kết cục của những trường hợp này ra sao? Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và suy ngẫm những câu chuyện sau đây, quý vị nhé! Câu chuyện thứ nhất, mẹ chồng tát cô con dâu hỗn láo một bạt tay như trời giáng. Năm nay tôi gần 60 tuổi, ông nhà đã mất cách đây hơn 20 năm. Cứ thế, tôi ở vậy nuôi hai con khôn lớn. Con trai tôi đang làm trong một công ty truyền thông. Nó cũng có công ty truyền thông riêng của mình. Còn con gái tôi đang du học tại Trung Quốc. Nhà neo người nên lúc nào tôi cũng mong con trai yêu đương và có bạn gái. Song chưa bao giờ tôi thấy con dẫn cô gái nào về nhà dù đã 30 tuổi. Nhiều lúc sốt ruột, tôi cũng nhờ người này, người kia làm mai làm mối cho con. Nhưng con chẳng lần nào đồng ý đi coi mắt người khác, nên vẫn ế hoàn ế. Năm con 32 tuổi, khi đã có trong tay một xe 4 bánh để đi làm và mua được một căn chung cư 70 mét giữa Hà Nội, thì lúc này tôi mới thấy con yêu một cô gái. Vài lần con dẫn bạn gái về nhà, thấy hai đứa quấn quýt với nhau, tôi vui và hạnh phúc lắm. Nhất là con bé khá xinh đẹp, lại là nhân viên tư vấn của một công ty dược, nên ăn nói rất có đầu có cuối. Tôi khá ưng cô gái con trai dẫn về. Một thời gian sau, khi hai đứa kết hôn với nhau, ngày hai đứa kết hôn, tôi đứng ra lo hết cho con mọi thứ. Sau cưới, các con ở lại Hà Nội để tiện làm ăn. Còn tôi vẫn thui thủi ở quê một mình. Lâu lâu cuối tuần, hai con lại về nhà và ngủ lại một đêm. Hôm sau, hai con lại lên thành phố. Những lần con dâu về chơi, tôi với con nói chuyện khá vui vẻ. Vì biết con dâu đang tuổi ăn tuổi ngủ, nên tôi để các con tự nhiên thoải mái. Tôi chỉ cần làm mấy món ngon để sẵn, hai con dậy thưởng thức là vui lắm rồi. Có thời điểm con trai đề nghị tôi lên thành phố để tiện dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho hai đứa. Nhưng tôi phần vì không thích thành phố, phần vì muốn tránh ngay từ đầu chuyện mẹ chồng nàng dâu nên tôi chưa đồng ý. Là mẹ chồng nhưng tôi rất trẻ trung, thoải mái và hay bênh vực con dâu. Từ khi con dâu về làm dâu gia đình, tôi chưa soi mói hay dò xét cuộc sống của các con. Thậm chí về kinh tế, tôi cũng chưa bao giờ phải ngửa tay xin tiền con dâu, con trai cả. Cho tới khi con dâu ốm nghén quá nặng, phải nghỉ làm. Thương con dâu, tôi lên thành phố ở với hai con để đỡ đần việc nhà, nấu nướng. Vì đã từng trải qua giai đoạn bầu bí nên tôi dành làm mọi việc hết. Tôi cũng hay chuyện trò trêu đùa với con dâu cho xóa dần khoảng cách. Ai đến chơi nhà cũng bảo tôi chiều và tâm lý với con dâu quá. Ngày con dâu sinh cháu cho tới khi được 3 tháng, tôi cứ ở bên cạnh con dâu cả ngày lẫn đêm. Ngoài chăm con dâu, đêm đêm tôi lại chăm cháu cho con dâu được ngủ nghỉ. Cứ nghĩ tất cả mọi việc, con dâu sẽ cảm nhận được tình yêu thương của mẹ chồng.
Vậy mà có ngờ đâu, trong mắt con dâu thành phố, suy nghĩ về mẹ chồng của nó lại khác đến như vậy. Đó là hôm tôi vừa tranh thủ đi chợ về nhà, vừa lặng lẽ bước vào phòng khách mà thấy con dâu thì thầm với cô bạn đến chơi nhà. Bạn của con dâu bảo, mẹ chồng bạn tốt thế, chả bù cho nhà tớ gì cả. Nhưng tao đâu có thích bà ấy, quê một cục ra. Mà có khi cũng chả biết thương dâu xót cháu thật lòng hay không, vì khác máu tanh lòng cậu ạ. Thế nên cũng chưa rõ thế nào. Nghe con dâu nói vậy, tôi chết lặng. Nhưng tôi vẫn coi như chưa biết chuyện gì xảy ra. Hôm qua tôi bảo với anh con trai, con dâu là muốn về quê ở, vì con dâu cũng đã ở cữ được 3 tháng nay. Nhưng vừa nói, con dâu đã tỏ thái độ, con đã đưa tiền cho bà rồi thì bà phải có trách nhiệm chăm dâu, chăm cháu. Đến nước này thì tôi không nhịn nín nữa. Tôi giơ tay tát con dâu một cái như trời giáng, rồi bảo thẳng mặt, câm ngay, cô ăn nói hỗn láo như kẻ vô học. Cô bảo tôi là kẻ quê mùa, tôi đã làm ngơ rồi, giờ lại còn nói thế kia, khác gì tôi là ô xin cho cô. Nếu ông bà thông gia chưa dạy con được thì từ giờ tôi sẽ dạy dỗ lại cô. Bị cái tát trời giáng của mẹ, con dâu hỗn láo khóc hết nước mắt. Con cũng mở miệng xin lỗi tôi vì đã quá lời. Còn tôi biết con dâu trẻ người non dạ, nhưng buộc phải làm vậy vì không muốn con dâu dám trèo đầu cưỡi cổ cả mẹ chồng. Quý vị ạ, chắc chắn rằng trong cuộc sống giữa mẹ chồng và con dâu, đôi lúc sẽ có những ý kiến bất hòa hoặc những vấn đề mâu thuẫn không vừa ý có thể xảy ra. Đôi lúc điều này sẽ làm bạn cảm thấy khó chịu, bực bội, nhưng tuyệt đối đừng đi kể xấu mẹ chồng hoặc nàng dâu của mình với thiên hạ. Có thể việc nói ra những sự khó chịu sẽ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong lúc đó, nhưng đôi khi nó lại mang đến những hậu quả khôn lường. Hãy suy nghĩ đến việc đối phương có thể nghe được những lời nói xấu của bạn từ bất kỳ ai. Cho dù bạn nói những điều đúng, nhưng sẽ không cảm thấy thoải mái khi biết mình bị nói xấu và bêu diếu. Bạn nên hiểu rằng, chỉ khi bạn đối tốt với họ thì mới nhận lại được sự yêu thương và tôn trọng. Do đó, nếu giữa mẹ chồng và nàng dâu có xảy ra những sự bất hòa thì nên cùng nhau ngồi lại để giải quyết. Những việc nhỏ nhặt thì cần bỏ qua, không nên giữ mãi trong lòng. Câu chuyện thứ hai, con dâu hỗn láo, mẹ chồng cố chịu đựng. Bà Tuyền ở Nghĩa Dũng, Hà Nội đã về hưu được 5 năm. Bà đang sống cùng vợ chồng con trai. Chồng bà mất sớm, một mình bà tần tảo nuôi con trai khôn lớn, những mong ngày về già của bà được thành thơi. Thế nhưng chị Thanh Nga, con dâu bà, làm nghề kinh doanh, thế nên tính cách chị có phần hơi tính toán, chi li. Trước anh Toàn có lương bao nhiêu đều đưa cho mẹ kha khá để bà chăm lo cho gia đình. Nhưng từ ngày cưới vợ, tiền anh vợ quản, mỗi tháng chị đưa cho mẹ 500.000 đồng để chi tiêu ăn uống. Thấy vợ đưa ít quá, anh cằn nhằn, sao em kỹ tính thế, 500.000 cho 30 ngày ăn ư? Chị phụng phịu, thời buổi này phải chắt chiu từng đồng ấy chứ, mình có ăn sáng và ăn trưa đâu. Thêm vào đó, mẹ anh còn có tiền lương hưu cơ mà. Anh nói thế, nhưng rồi cũng để đấy, chẳng bận tâm. Trong khi đó, bà Tuyền nghỉ hưu, lương ngót nghét 2 triệu đồng. Bà phải chi tiêu bao nhiêu thứ, tiền ga, tiền điện, rau cỏ, thức ăn. Với toàn bộ số tiền ít ỏi đó, mỗi sáng bà lại loay hoay, dục người nghĩ cách chi tiêu cho hợp lý. Vậy mà tối nào con dâu cũng bĩu môi chê với mẹ chồng, đưa tiền cho hàng ngày mà mẹ anh mua cái gì cũng một tí, cơm nấu có từng này thì ai ăn ai nhịn.
bà cứ nghĩ ai cũng già nua và ăn ít như mình vậy, ngày nào cũng liên khúc đậu trứng. Hay có tiền bà lại tiêu vung vít tít mù lên. Giọng con dâu sang sảng, dù đóng cửa nằm trong buồng, bà cũng nghe rõ mồn một. Bà buồn lắm, bà định bụng mấy lần tâm sự với con nhưng lại thôi. Bà nghĩ con cái đã cả ngày lăn lộn với công việc để mưu sinh, mình giúp được con điều gì thì cố làm. Đã thế, con trai bà lại thêm vào. Sao mẹ ki bo thế? Nhà con đã đưa tiền vậy mà cả ngày mỗi bữa ăn mẹ làm cũng chẳng xong. Bà chẳng biết phải giải thích với con thế nào. Bà có đi ra đường buôn dưa lê với đám bạn già như con nghĩ đâu. Sáng sáng, bà kỳ cục xách giỏ đi chợ xa ở phố cạnh sông vì chợ cóc đó giá rẻ hơn chút chút. Rồi bà lại về giặt giũ, phơi phóng, dọn nhà. Mang tiếng có con dâu, nhưng Nga có bao giờ làm việc nhà. Về tới nhà, tắm giặt, ăn cơm xong, các con lại dắt tay nhau ôm máy tính lên phòng để làm việc. Bà lại cần mẫn dọn dẹp. Thấy con cái kiếm tiền khó khăn hay cãi nhau về tiền, bà định bụng dọn một cái sạp nhỏ ra trước cửa để bán nước. Anh Toàn thì cản không cho mẹ làm, vì mẹ biết mình bao nhiêu tuổi rồi không? Mẹ cơm nước cho tụi con là tốt lắm rồi. Thế nhưng Nga lại cười khanh khách bảo, anh chẳng biết gì, mẹ ở nhà buồn chán, cho mẹ bán mấy thứ đó cũng được chứ sao, vừa khỏe người, vừa kiếm được tiền. Thế là từ khi bà cụ bán hàng nước ngoài vỉa hè, chị cắt luôn 500.000 tiền đưa bà hàng tháng. Rồi ngày nào chị về cũng hầm hè vì tức ăn chưa ngon, chưa đúng khẩu vị với mình. Bà Tuyền dù ít dù nhiều cũng khá thương và thông cảm với con dâu, nhưng xem ra chị không biết điều. Không chỉ chị Nga mà rất nhiều nàng dâu khác được mẹ chồng chiều chuộng quá lại xem nhẹ tình cảm đó. Bà Phúc ở Yên Ninh, Hà Nội, dù đã 68 tuổi nhưng suốt ngày bà chỉ ở nhà trông cháu, nấu cơm cho các con đi làm về ăn. Ăn xong bà lại lọ mọ rửa chén bát. Nhiều tuổi nhưng việc lớn, việc nhỏ trong gia đình bà đều miệt mài làm hết. Thế nhưng chị Ánh Hoa, con dâu bà chẳng bao giờ vừa lòng. Lúc nào chị cũng gọi điện về xem bà có bế cháu đi lang thang ngoài đường không. Bố mẹ chồng khuyên rằng các con không nên giữ con quá. Thằng Mít đã 3 tuổi rồi mà chẳng cho con ra đường. Suốt ngày ở nhà làm như vậy nó sẽ nhát. Nhưng chị gạt đi bảo, môi trường độc hại thế này mà trời trở lạnh rồi, bà định ôm nó ra đường để cảm à? Chưa hết, đến cơ quan, chủ đề mà chị buôn bán với mấy bà bạn lúc nào cũng là mẹ chồng. Dù nhà chồng ở phố đấy, thế mà bà ý ăn mặc cứ như con mụ nhà quê vậy, gặp ai mình cũng xấu hổ. Vậy nên, khi đồng nghiệp đến thăm nhà, chị lại nói nhỏ với mọi người rằng bà ý là người giúp việc đấy. Già rồi nhưng trông con mình cũng tạm tạm, được cái là không ăn cắp vặt. Có lần bà Phúc nghe được câu nói ấy, bà buồn lắm, chẳng biết làm thế nào mới vừa lòng con dâu. Bà kể chuyện với con trai, anh mắng vợ té tát. Chị lại quay ra hầm hè mẹ chồng. Chị lúc nào cũng xem việc bà thức khuya dậy sớm, giặt giũ quần áo, tắm cho cháu, dọn dẹp nhà cửa, cơm nước mà bà vẫn thường làm là chuyện đương nhiên, là chuyện bắt buộc. Về nhà mà thấy nhà cửa bừa bộn là chị lại nhắc nhở, lười thế này thì mai sau ai mà hầu cho được. Bà lại cuống quýt ra dọn dẹp. Quý vị ạ, vợ chồng có vai trò rất quan trọng đối với sự hòa hợp giữa mối quan hệ mẹ chồng và con dâu. Cách cư xử của người chồng là yếu tố quyết định sự kết nối tốt giữa cả hai. Người chồng cần phải có cái nhìn khách quan, biết cách chia sẻ và nói chuyện khéo léo với cả mẹ và vợ. Nếu nhận thấy
cả hai chưa có sự hòa hợp hoặc chưa thể thấu hiểu với nhau, thì người chồng cần phải tạo nhiều điều kiện cho họ trò chuyện, tâm sự với nhau nhiều hơn. Khi cả hai xảy ra mâu thuẫn, cần phải khôn khéo cư xử đúng mực, tinh tế để giải quyết vấn đề, tránh cho câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Tùy vào gốc của vấn đề, người đàn ông không nên chỉ nghe theo mẹ hay chỉ nghe theo vợ, mà cần phải có cách nhìn nhận khách quan, cách cư xử khéo léo, tinh tế để hóa giải mâu thuẫn, tránh để mâu thuẫn lên cao trào, dẫn đến nhiều tình huống đáng tiếc. Câu chuyện thứ ba, mẹ chồng phát hoảng với nàng dâu mới bất trị. Mấy ngày nay, không khí trong nhà bà Tư ở Khâm Thiên, Hà Nội ngột ngạt vô cùng. Cũng chỉ tại chuyện Lan, nàng dâu mới của ông bà hỗn láo với mẹ chồng. Ngày Tùng đưa Lan về ra mắt, bà Tư không mấy ưng ý với cô con dâu có lối nói chuyện bốp chát này. Thế nhưng chẳng hiểu sao, Tùng lại say Lan như điếu đổ. Anh còn tuyên bố nếu không phải Lan thì sẽ không lấy vợ. Mặc kệ Tùng thúc giục, nhưng ông bà Tư vẫn khất lần chuyện cưới xin. Mãi đến khi Lan có bầu được 4 tháng, thì ông bà đành miễn cưỡng mang chầu cau sang nhà Lan xin cưới. Cũng vì vẫn để bụng chuyện bố mẹ chồng đã từng ngăn cấm Lan, chẳng coi ông bà Tư ra gì. Có mặt chồng ở nhà thì cô luôn miệng quan tâm hỏi han bố mẹ chồng. Nhưng hễ chồng đi làm, cô lại ăn nói trống không, hoặc nhiều khi bố mẹ chồng hỏi cô còn không thèm trả lời. Cậy đang mang bầu, Lan xin nghỉ việc không lương để ở nhà dưỡng thai. Tùng đi làm từ sáng đến tối, chuyện phục vụ, chăm sóc Lan tất nhiên lại đến tay mẹ chồng. Cả ngày Lan lấy cớ mệt để nằm trong phòng xem phim, buôn điện thoại, lướt Facebook, mặc kệ mẹ chồng dọn dẹp nhà cửa, vừa nấu nướng. Đến lúc nấu xong, bà Tư lên gọi con dâu xuống nhà ăn cơm thì cô lại lấy tay vuốt vuốt ngực. Con ra ngoài lúc này chắc ói chết mất, chỉ ngửi mùi điều hòa mới thấy dễ chịu. Thôi mẹ mang đồ ăn lên đây cho con, trong phòng ăn cũng được. Con dâu nói vậy thì bà còn biết nói gì. Thôi thì vì đứa cháu sắp ra đời, bà lại lụi cụi bê đồ ăn vào phòng cho con dâu. Ăn xong, Lan cũng chẳng buồn thu dọn mâm bát xuống bếp. Cô vẫn cứ để nguyên trong phòng. Đến chiều chiều lại mở cửa phòng ngó ra ngoài gọi lớn. Mẹ bổ quả dừa rồi mang vào phòng con nhé. Thế là cô lại chờ đến khi mẹ chồng mang dừa vào, nhân tiện nhờ mang mâm bát bẩn xuống bếp luôn. Và đương nhiên là bà dọn dừa. Cứ thế, ngày ngày bà Tư luôn tay luôn chân với những yêu cầu của cô con dâu đang mang bầu. Có lần bà Tư kể lại chuyện với Tùng. Anh chẳng những không nhắc nhở vợ mà còn trách mẹ khó tính hay để ý linh tinh. Bởi cô ấy đang mang bầu trong người lúc nào cũng mệt mỏi. Mà vợ con có coi mẹ như mẹ đẻ thì mới tự nhiên như vậy. Nghe con trai nói, bà Tư chỉ biết thở dài thườn thượt. Đỉnh điểm là hôm vừa rồi, theo thói quen, Lan lại réo rắt mẹ chồng nấu cho mình cái gì mát mát bổ bổ. Đúng hôm đó, bà Tư bị đau đầu, nhưng sợ cháu nội trong bụng con dâu đói, bà lại cố gắng gượng dậy nấu cho con dâu bát chè hạt sen. Lúc bưng lên phòng, bà thấy Lan đang nằm khềnh, buôn điện thoại. Bà đặt bát chè sen ở bàn và lẳng lặng đi xuống nhà. Chưa đi hết cầu thang, bà Tư nghe tiếng con dâu hét "A!" lên một tiếng. Vội lật đật chạy lên thì thấy bát chè sen đổ đầy nhà cùng cái giọng the thé của Lan. Người chú có phải ruồi nhặng đâu chứ, chắc định nấu mật giết chết con ruồi này đây. Bà Tư nén giận với cách nói hỗn láo của con dâu, chỉ mệt mỏi hỏi, sao con hất hết ra nhà mà lại nói khó nghe thế? Vậy là Lan bù lu bù loa, nói mẹ chồng cố tình chơi xỏ cho hết lọ đường vào nồi chè
để lần sau con dâu sợ mất dép, hết đường nhờ vả. Lúc ấy bà mới vỡ lẽ, chắc do mình lẫn cẫn cho hai lần đường vào nồi chè. Bà Tư hạ giọng: "Mẹ xin lỗi, có lẽ mẹ già rồi, vị giác không còn chuẩn, nên..." Chưa để bà nói dứt câu, Lan quay ngoắt mặt đi, miệng lầm bầm: "Rõ là già rồi lầm cầm, chẳng được cái tích sự gì." Bà Tư nghe thế thì chẳng còn gì để nói với nàng dâu hỗn xược như vậy. Rõ là khổ, chẳng có con dâu thì còn thấy yên cửa yên nhà. Từ ngày nó về, cả nhà cứ nháo nhào cả lên. Nhiều lúc tôi thấy nó đối xử với mình chẳng khác gì ô xin con ở. Có lẽ tôi phải bàn bạc với ông nhà để vợ chồng nó ra ở riêng, chứ không chịu nổi rồi. Giọng bà buồn buồn nói về dự định của mình. Cũng giống như bà Tư, gia đình bà Hào ở Đội Cấn, Hà Nội nhiều phen đau đầu với nàng dâu mới. Sau ngày đám cưới, vợ chồng bà Hào đã cho con trai và con dâu một căn hộ cách nhà ông hơn 1 km. Ông bà chỉ yêu cầu các con cuối tuần về nhà ăn cơm tối cùng bố mẹ một bữa. Thế nhưng Mai, cô con dâu mới, lại luôn tìm cách trốn bữa cơm gia đình này. Điều đó làm ông bà Hào rất buồn lòng. Bình thường, Mai chẳng bao giờ gọi điện cho bố mẹ chồng. Cô chỉ gọi điện khi có việc buộc tội chồng. "Con không thể chịu đựng nổi con trai của mẹ nữa rồi. Anh ấy là một người đàn ông vô trách nhiệm." "Con gọi điện mà anh ấy không thèm nghe máy, chắc đang hú hí với con nào ở đâu rồi." "Ngày xưa bố mẹ chiều anh ấy quá, giờ hư đốn thế này đây, con bắt đền mẹ đấy." Khổ nỗi, Hiếu, chồng Mai, có phải là người đàn ông ham vui, vô trách nhiệm như cô nói đâu. Làm được bao nhiêu anh đều đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại một ít xăng xe, điện thoại. Đi làm về anh cũng hiếm khi la cà. Một tháng chắc có 1-2 lần ngồi uống vài cốc bia với bạn bè, nhưng vẫn để bụng về nhà ăn cơm với vợ. Bà Hào lắc đầu khi nói đến nàng dâu mới của mình. "Càng nghĩ lại càng chán. Vợ chồng tôi có mỗi thằng Hiếu là con trai, vợ nó lại như thế. Mà con trai chúng tôi đâu phải như lời vợ nó nói. Nó rất có trách nhiệm với gia đình, nó tâm lý và thương vợ lắm. Đi làm về là xắn tay áo lên dọn dẹp nhà cửa giúp vợ. Làm chuyện gì cũng suy nghĩ xem vợ nó có thích không. Ấy thế mà vợ nó không hiểu chuyện, cứ hơi một tí, chưa hiểu rõ ràng đã lu loa lên, buộc tội này tội nọ. Có lần con trai tôi tắc đường, về muộn đâu 30 phút. Vợ nó gọi nhưng nó chưa kịp nghe máy. Thế là con dâu tôi gọi mắng vốn: "Mẹ xem lại con trai mẹ đi. Anh ấy đi hú hí với con nào rồi. Không hiểu nổi mẹ dạy dỗ anh ấy thế nào." Bực quá, tôi cũng lại bảo với con dâu: "Con trai mẹ xấu thế, ích kỷ, vô trách nhiệm thế, không xứng với con, thì con bỏ nó đi mà đi tìm người tốt hơn." Nói thực là tuy không sống cùng nhà, nhưng con dâu làm tôi cảm thấy ngột ngạt quá. Nó cứ thế thì làm sao vợ chồng nó hạnh phúc được lâu dài đây? Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hai bà mẹ chồng. Bi kịch không ở đâu xa, mà hiện hữu ngay trong cuộc sống thường nhật. Đơn giản, nhỏ nhặt, nó không làm cho phát dầu phát dại lên ngay lập tức, mà người ta trở nên bài hoài, chán ngán, chẳng còn tha thiết và động lực để làm gì. Đời chỉ còn là quần quanh mệt mỏi. Không phải nó vốn dĩ như thế, mà người ta, hay chính xác hơn, người thân quanh anh cố làm cho nó trở nên như vậy thì phải. Đó là suy nghĩ của anh. Lúc rã rưởi trở về nhà, thấy cửa kiếng phòng ba anh đã vỡ nát. Những mảnh thủy tinh bể được gom lại qua loa,
nền nhà còn vương lại vài vệt máu nho nhỏ, có thể là do đứt chân. Ai đứt? Ba hay em? Hoặc hai đứa con mình? Anh cũng không buồn bận tâm nữa. Cái câu cửa miệng của em rằng nhà này chẳng ai vừa chợt xẹt ngang tâm trí anh, đau đớn. Lần đầu đến nhà chơi, em đã hơi ngờ ngợ khi người đàn ông toát lên vẻ nông dân khắc khổ ấy thờ ơ nhìn em, đứa con gái sắp sửa làm dâu nhà mình. Nhưng em không bận tâm nhiều, bởi anh bảo cha mẹ anh hiền lắm, cả đời chẳng hiếp đáp khó dễ với ai bao giờ. Ừ thì cha mẹ anh hiền, đời mẹ anh đã khổ, đời anh cũng khổ, giờ đến đời em. Đứa con gái đôi lúc cảm thấy như mình đã lỡ dại xa chân vô ngôi nhà vậy. Cuộc sống hôn nhân của chúng ta bắt đầu bằng tình yêu, và cho đến giờ khi hai đứa con lần lượt chào đời, mình vẫn còn quan tâm chăm sóc nhau. Mọi vết dạn buồn bã có lẽ đều bắt nguồn từ ba anh, người đã ở độ tuổi xưa nay hiếm. Em kết hôn xong rồi mới lăn xả ra đường kiếm tiền, phụ anh lo cho mẹ chồng hay đau bệnh, chăm chút cái tổ ấm còn tuềnh toàng của mình. Tuổi thơ em lớn lên trong cảnh xáo xào bởi những cơn say và ghen. Em đã có lúc bi quan nghĩ rằng thế gian chắc cha mình là tệ với vợ con nhất rồi. Nhưng giờ em mới biết, hóa ra vẫn còn có người đàn ông bạc bẽo với gia đình nhiều hơn hẳn. Ít ra, cha cũng chu toàn trách nhiệm, trụ cột gia đình. Quan niệm của anh là khác hẳn. Trụ cột hay không chẳng quan trọng. Hiếu lễ ở đâu, chung thủy từ từ tính sau. Ôi cái chữ hiếu của anh đủ làm cho thiên hạ ngưỡng mộ. Hàng năm, anh nhận được khi thì chục chiếc tô theo kiểu mẹ bồng con, đủ kích cỡ, lúc là cái nồi đất nho nhỏ của phường hay khu phố tặng cho người con hiếu thảo của năm. Anh mang về vẻ thờ ơ để món quà bên cạnh bếp, lúc em đang cặm cụi nấu cơm chiều sau khi tan sở. Trong tiếng quấy khóc của con nhỏ, tiếng ho sù sụ của mẹ chồng và lời càm ràm bực bội than đói bụng của ba chồng đang ngồi thong thả uống trà chờ bữa tối. Mâm cơm có một tô canh, dưa leo cắt lát và đĩa tép kho hành ớt. Ba cầm đĩa tép rang lên, dùng chính đôi đũa đang ăn của mình bơi xới. Anh chướng mắt với cái cảnh khó coi ấy, lại ngượng ngùng với vợ nên khẽ cằn nhằn. Con nào cũng vậy thôi, ba lựa cái gì? Cho mày ăn học sao mà ngu quá vậy? Tép có con ngon con dở, tao lựa con ngon tao ăn, chứ sao con nào cũng như nhau được. Câu chuyện ấy được em kể lại nhiều lần với nhiều người, ở nhiều chỗ khác nhau, như một vở hài kịch hay ho đầy sỉ nhục. Bạn bè em, bà con nội ngoại ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O với cách kể đầy hào hứng sinh động của em. Thật không tin nổi trên đời này lại có người thô thiển tham ăn đến mức kinh dị thế sao. Vô số những ví dụ tương tự để minh họa cho hình ảnh ba chồng xấu nết tham ăn, một gia đình chồng như địa ngục, được em, cô gái có ăn có học, xuất thân không cao sang nhưng tươm tất đàng hoàng, như lời em hay tự nói về mình, mang ra thổ lộ với vẻ ái ngại nhất có thể. Em cần được chia sẻ, em cần được cảm thông, em xứng đáng được đối xử theo một cách khác. Em không việc gì phải sống trong cái môi trường như thế này. Rồi đời con em, những đứa trẻ vô tội ấy, tại sao phải vô cùng chung đụng với mẫu người như vậy? Ôi em đã làm gì sai mà ông trời nỡ bắt tội em, triền miên khổ sở như thế này? Đúng, em không nói sai, cũng chẳng thêm bớt gì nhiều. Chỉ là anh đọc được trong những lời kể ấy sự khinh bỉ dè bỉu. Anh nhìn vào mắt em, chỉ còn tràn đầy nỗi thất vọng chán chường. Bao giờ thì mình có thể dọn ra riêng đây hở anh? Câu hỏi thường trực
em mang ra dằn vặt anh mỗi khi cơm canh không lành. Em quên thật rồi sao? Ngày xưa anh từng nói với em rằng dù có thế nào đi nữa, anh cũng chọn sống với ba mẹ. Anh không thể bỏ mặc ba mẹ thui thủi đó mà tận hưởng hạnh phúc riêng của mình. Em cố tình lờ đi lời hứa hẹn rằng em hiểu mà, em thương anh thì cũng thương ba mẹ anh. Rồi ư? Khách ở quê vô, ngồi chưa nóng chỗ đã được ba anh chào đón bằng màn kể lể. Cái nhà này là tôi mua cho vợ chồng nó, hết bao nhiêu là tiền, giờ chẳng còn đồng nào phòng thân, khổ lắm chị Sáu ơi. Sao lúc đó chú không giữ lại chút đỉnh? Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày, thì cứ tưởng là đưa hết cho chúng nó, mình cũng sống với con chứ với ai đâu, giờ thì trắng mắt ra. Em chạm phải cái nhìn dò xét đầy ác cảm của người bà con bên chồng. Cứ như em là kẻ dụ dỗ ăn hết mọi thứ trong nhà, đã lừa đảo sau đó xử tệ ba anh vậy. Ai nỡ không tin một ông già 70 quê mùa tội nghiệp đang than vãn? Ai sẽ chịu lắng nghe và coi đó là sự thật? Nếu em bảo rằng hàng tháng ba chồng em vẫn ra ngân hàng lãnh lãi của khoản tiền tiết kiệm không nhỏ mang lại, ai sẽ nhìn thấy những năm tháng đằng đẵng vợ chồng em có thể không có đồng bạc dằn túi nhưng vẫn phải biếu ba anh tiền tiêu vặt đúng kỳ, nếu như không muốn đối diện với cảnh đá thúng đụng nia trong nhà. Em vẫn không quên một ngày cuối tuần mẹ và mấy đứa em của vợ sang chơi, mang theo thịt, cá, rau củ, chuẩn bị cho một bữa trưa đông đủ vui vầy. Ba anh đập cánh cửa nhôm nửa tiếng, kêu rầm rầm. Những tiếng động cố ý ấy đủ cho mọi người tiếng cười đùa vui vẻ ngắn dần rồi tắt hẳn. Trước mặt mọi người, ba anh chửi thề rồi mắng mỏ em trai em là thiếu lễ phép, không biết chào hỏi. Anh thừa biết đấy chỉ là cái cớ khi ba không vừa lòng chuyện gì đó. Mẹ em về trước, sau đó lần lượt đám em rút hết, bỏ lại chỏng chơ những thức ăn đang chuẩn bị dở dang. Em có nhà riêng mà làm gì? Quần quật đi làm để chi đây? Khi chính những người thân yêu ruột thịt của mình từ chối qua lại với lý do sợ phiền cuộc sống của em với bên chồng. Ngay cả khi mẹ con em đau ốm, dì của lũ nhóc cũng chỉ đi xe đến đầu hẻm gọi em ra để lấy bịch cam lon sữa, chứ cương quyết không bước vào nhà thăm chị, thăm cháu. Em còn cay đắng, tủi hờn nào hơn. Nhiều đêm anh không ngủ, nhìn ông già lựu đạn, chữ mà trong vài lần tức giận cùng cực anh đã dùng và sau đấy hối tiếc, đang yên giấc. Ba có tật nói mê trong khi ngủ, lại thích ngủ nhiều, tính tình dở hơi, mua cái gì cũng phải tốt hung mới chịu. Ăn mì tôm xong thì cất đi cái vỏ để dành, đi đâu cũng bọc theo chìa khóa cả đùm, chẳng phân biệt được đâu là tốt, đâu là xấu, là lịch sự, là văn minh, là thế này thế nọ. Bỏ nhau sớm đi, tao còn mừng nữa à. Câu nói đầy sai lầm đó đã kéo theo bao nhiêu bi kịch gia đình sau đấy. Em không thể nào tha thứ cho bậc làm cha làm mẹ có thể độc ác và đáng ghét tới mức đành đoạn đến vậy. Đó là cái kết luận ghi tâm khắc cốt của em. Dù anh đã nhiều lần giải thích với em rằng ba cả đời cặm cụi đi làm, lao động chân tay, hầu như ít giao tiếp, chẳng ra ngoài xã hội nhiều, có vô số tính xấu không thể chối cãi. Nhưng đó là ba anh, người đàn ông đã sinh ra anh, đã nắng nôi đạp xích lô ngoài quê nuôi anh đi học ở Sài Gòn, để rồi anh mới có cơ hội gặp và yêu em. Ba anh chùm sò, kỹ tính, nhưng vẫn quyết cho con ít chữ, lận lưng mà ra đời, đỡ phải chịu vất vả. Ba anh quả là không giống ai trong loài người tiến bộ. Câu chữ mà em có lần lén lút dài, nhưng anh vẫn không thể ngoảnh mặt ngó lơ khi ba bảo
Thằng Tư coi có tiền đưa ba chút đỉnh mua vé số coi. Rồi người ta ai cũng phải già, phải chết. Ba chẳng sống đời với chúng ta. Ba cũng không hưởng được mấy ngày vui sướng trên đời. Cái nết chắt bóp, nhịn thèm đã ăn sâu vào máu thịt mất rồi. Lại thêm cái tính dở ương của tuổi lẫn không ra lẫn, tình chẳng giống tình, hành hạ cả nhà. Anh phải làm sao đây để vẹn cả đôi đường? Ngoài việc cố gắng thật nhiều, quên cả bản thân mình đây em. Mẹ chồng em ngồi thẫn thờ dựa vào bức tường cũ kỹ. Kế bên là tô bún đã nguội lạnh, chương xình. Em khẽ khàng gỡ lá trên cái bánh xèo nóng hổi, cộng với hai cái đầu gà chiên giòn ra đĩa đưa cho mẹ. Mấy cái bánh chuối chiên thì chia cho hai ông cháu, còn con gái mình chỉ thích ăn bột giòn, chứ không hào món chuối mềm. Nó gặm gặm xung quanh miếng chuối, rồi bỏ thí trên bàn, lân la về phía ông nội. Chỉ vài phút sau, vang lên tiếng con bé khóc thét. Ôi sao vậy con gái? Ông nội nhéo con mẹ ơi! Con nói bậy à, sao ông nội lại nhéo con cơ chứ? Tại vì con cắn vô xung quanh miếng chuối chiên của ông nội. Đau quá! Em ngồi coi phim, thấy người ta lấy chồng giàu bị hiếp đáp. Anh chồng thành đạt, mua xe hơi bạc tỷ, chưa một lần chở cô vợ cóc ghẻ đi chơi. Với lý do xe cộ để làm ăn, chở đàn bà thì xui lắm. Cô vợ cúc cung làm dâu, chịu bao tuổi cực. Cuối cùng bắt gặp cảnh chồng đang đi tăng hai với một em chân dài trên chính chiếc xe mình chưa từng được bước chân lên ấy. Em căm phẫn, buột miệng chửi một câu: á đủ! Rồi châm thêm rằng: sao trên đời có con đàn bà ngu như thế nhỉ? Cam chịu với chả hy sinh. Ba cái mỹ từ phù phiếm chói đời bao nhiêu số phận. Ba anh bỗng từ trong phòng bước ra, nét mặt đăm đăm khó chịu. Em còn chưa hiểu chuyện gì, ba đã bước tới tắt phụt cái tivi trước sự ngỡ ngàng của con dâu, kèm theo một câu lẩm bẩm: suốt ngày coi coi coi, chỉ tổ tốn điện. Em xấu hổ đứng dậy, lòng chợt mừng rằng may mà em còn có thể đi làm, có thu nhập, tự kiếm lấy miếng cơm mà ăn. Chứ nếu em vô công rồi nghề, ăn bám gia đình anh, thì chắc em sẽ bị nghẹn họng mà chết lâu rồi. Lòng tự dưng nhớ cái hôm chị dâu kêu ba phần ăn cơm, luôn cho xong bữa, ngủ gì mà ngon quá. Từ trưa cho đến tận 4-5 giờ chiều, ngày nào cũng vậy, hay thiệt. Vô tư dễ sợ, rồi chị chép miệng nói thêm một câu chẳng liên quan: má thật là vô phúc. Bữa cơm có ông chồng già và hai đứa con dâu. Hai thằng con trai đang chăm mẹ trong bệnh viện. Những năm tháng khổ cực, cực nhọc đã vắt mẹ đến mấy hơi thở bọt bèo cuối cùng. Và những ngày lấy bệnh viện làm nhà, triền miên ấy đã vơ cạn của cả nhà những đồng tiền còi cọc dành dụm được. Mọi người quấy quá cho qua bữa, nhà có người bệnh, chẳng biết số phần sẽ bị định đoạt vào lúc nào. Ai nấy cắm cúi ăn, ba anh dường như thấy cảnh nhà không vui cho lắm, nên bắt đầu kể chuyện. Một mình, cái đầm nhà ông ngoại đó, cá chua ngon lắm, không có thứ cá gì ngon như vậy. Tao lâu lắm rồi không được ăn cá chua, mà thằng Năm quá tệ, lần nào vô đây cũng không nhớ mang cho tao mấy con. Ảnh vô nuôi má bệnh, chứ phải đi chơi du lịch đâu mà nhớ cá với mú mà ba trách. Tội nghiệp má mày, tội nghiệp thằng Tư với thằng Năm, tụi nó khổ cực vất vả. Nước mắt người già trộn với miếng cơm khô, chịu chạo, mếu máo. Chị dâu ngưng đũa, thở dài buột miệng: phải ngày xưa ba làm diễn viên thì chắc nổi tiếng và giàu có dữ, cả họ được nhờ rồi. Ngày ra tòa, em căm hờn nhìn về phía ba, người đàn ông đã tự mình bắt xe ôm đến tòa từ lúc sớm. Chẳng biết ba đã dò hỏi ai thông tin về chuyện chúng ta ly dị.
Em nắm tay cháu quay quắt đi như chẳng quen biết. Chút sĩ diện cuối cùng giữ cho em không kể xấu cả tông ti nhà nó, ra trước bàn dân thiên hạ quen ở tòa. Nhưng nỗi khinh khi thì không bút nào tả xiết. Người ta làm dâu, một bà mẹ chồng là đủ lắm rồi. Còn tôi, bao năm nay, sống dưới trướng của hai bà mẹ chồng, hỏi làm sao mà chịu đời cho thấu. Chúng tôi tới mức này, tất cả là nhờ ba chồng ban cho hết đó. Nhiều ánh mắt tò mò đổ về phía ba anh. Ông già tóc đã rụng lơ thơ trên đỉnh, mặc cái áo sơ mi sờn rách ở cổ. Túi áo dắt theo cả một gia tài, gồm giấy báo bọc cũ bên ngoài sổ tiết kiệm, chứng minh nhân dân và vô số những thứ linh tinh cộm lên chiếc ngực. Bà mẹ chồng thứ hai đó ngơ ngác nhìn anh. Thằng con trai khốn khổ đang nước mắt rưng rưng vì đau xót đan xen với bất lực trước cảnh tan đàn xẻ nghé, không còn tránh được của đời mình. Hai đứa trẻ vô tư giỡn quanh, chẳng mảy may buồn phiền gì. Cảm ơn quý vị khán giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.